chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Chuyện ngắn ở phải của tác giả Trung Thanh Huy Trích trong tập truyện ngắn Bảo Biển Giọng đọc Anna Bích Thư Vatican News tiếng Việt thực hiện Nó tinh đực họ tin đầy đủ là nguyễn văn đực đi đâu cũng bị người ta đem cái tên cúng cơm của nó ra bàn tán chọc ghẹo mỗi lần như vậy nó đều lý nhí giải thích mà gần như năn nỉ thôi kệ xấu đẹp gì cũng cái tên ổng bá đặt cho tôi rồi lủi thủi đi chỗ khác bỏ lại đằng sau những tiếng cười khoái trá người ta hỏi nó nó biết hỏi ai đây hết trời Biệt này, ai không biết nó là đứa mồ côi, mồ cúc. Má nó kể, quê ngoại cũng ở gần đây chứ có xa xôi gì. Nhà cửa ông bà ngoại thuộc hàng khá giả, đất đai bao la, không thể nào kể xiết. Trước khi lấy má, tí nó no đã có vợ. Ai đời con gái mới lớn, đi ưng người đã có gia đình, trong lúc vợ con người ta vẫn còn sờ sờ ra đó ông câu, ông biện rồi tới ông cố hết mật khuyên lơn mà có ăn thua gì. Tội nhất là ông bà ngoại nó ra đường có dám ngước mặt nhìn ai. Ban đầu thì cũng dỗ ngon dỗ ngọt, rồi sau chuyển sang cấm cản đủ trò. Nhưng người ta nói có sai đâu, chẳng ai có thể cấm cản được sức mạnh của tình yêu. Cho nên trong một đêm mưa bão ngập trời, má nó đã chấp nhận gạt một bên cốt nhục tình thân để đi theo tiếng gọi của con tim. Cũng từ đó má nó coi như biệt xứ, bị ông bà ngoại từ luôn. Ở được một thời gian mới phát hiện ra tí nó có tới mấy đời vợ. Còn bồ bịch lăng nhăng thì lấy hai bàn tay ra đếm cũng không đủ. Ông nhậu nhẹt như hũ chìm lại còn cọc căng thô lỗ nên có ai mà ở được cho lâu thì cũng má nó kể cái vụ đặt tên ổng dứt khoát lấy tên đực trong khi má nó biết ý nên cũng lựa lời năn nỉ thêm dấu sắc cho dễ nghe có vậy thôi mà ổng cũng làm hùm làm hố bạc tai má nó mấy cái rồi đạp té nhào xuống sông khổ sở trăm bề nhưng má nó chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi chứ biết than thở với ai bây giờ người ta vẫn nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời cũng cái thói trăng hoa đó mà ổng đã dứt áo ra đi khi nó chưa đầy năm tuổi chừng mấy tháng sau má nó đổ bệnh như người mất hồn suốt ngày cứ lang thang đầu đường xó chợ mấy lúc tỉnh táo nó hỏi má nó đi đâu mà đi miết má nó trả lời gọn lõn đi tìm tí mày chứ đi đâu nghe từ đó nó đổ quạo nạt ngang Tìm chứ cho mệt Chắc ổng chết mất xác rồi Sống chết gì cũng phải tìm cho được Một ngày cũng nên nghĩ vợ chồng Huống hồ chi Câu nói bỏ lửng của má nó Làm thằng đực thấy đau nhói trong lòng Người ta bội bạc mà má nó vẫn yêu thương Trọn tình, trọn nghĩa Rồi một bữa má nó đi mà không thấy về Nó bỏ hết công ăn chuyện làm lặn lội để đi tìm Thấy nó mặt mày hóc hát, bơ phờ, nhiều người khuyên nó đừng đi tìm nữa, khi nào tỉnh táo bả tự biết đường về. Nhưng nó không nghĩ vậy, vì dù điên dù khùng cũng là má nó. Từng tuổi này nhưng chưa hề có mảnh tình nào để dắt dai, ai hỏi tới là thằng đực nhăn răng cười trừ. Thì nó cũng ưng ý vài người, nhưng mà cũng để trong bụng thôi, vì mình nghèo quá ai mà dám ưng. Cái thằng kêu gì cũng làm, biếu gì cũng nghe, nên ai cũng thương mến. Ông chủ đề bô nước đá kêu vô làm để có đồng ra đồng vô, chứ không lẽ suốt đời làm thợ đúng miết. Ban đầu thằng đực đi theo phụ xe kim luôn bốc giác, hễ xe thắng lại cái két là bổn phận của nó phải nhanh chân nhảy xuống, giác mỗi lần cả chục bao nước đá cho người ta. Trời nắng thì còn đỡ, Chứ mưa thì lạnh thấu xương Dù đã mặc bao nhiêu lớp áo Ai cũng nói thằng đực may mắn nên mới gặp anh chủ tốt bụng như vậy Cũng đúng thôi Nếu không tốt thì giờ này thằng đực đã nằm trong nhà đá rồi Bữa đó ở ngoài thị trấn Giao xong mấy bao đá Nó quay ra xe Thấy anh tài xế đi đâu mất Cơ hội ngàn năm một thủa Nó leo lên chỗ vô lăng Đây may kiểu gì không biết không về chìa khóa vẫn còn nằm nguyên trong ổ Chiếc xe nhảy trồm lên Đâm thẳng vô cái quán bên cạnh Người ta la hét rùm trời Cái đầu xe móp méo Cửa kiến bể nát Bàn ghế chóng chơ Cũng hên là sáng sớm nên chưa có khách Vậy là anh chủ đứng ra dàn xếp đền bù Nên mọi chuyện mới êm xuôi Nghề đầu cũng gần hai chục triệu Chứ đâu có ít Về nhà, nó sụp lạy anh chủ mà khóc lóc ý ôi em đội ơn anh nhiều lắm coi như anh đã sinh ra em lần nữa trên cuộc đời này có điều anh cho em trả góp từ từ chứ em cũng hết cách rồi không về anh chỉ trách nó một câu nhẹ hiều thôi bỏ đi chỉ cần mày biết ở phải là được mê cái xe thì nói tao cho đi học chứ sao ẩu tả vậy bữa đó trong quán có khách khứa thì đi tù là cái chắc nha mày chỉ từng đó thôi cũng đủ làm nó sướng rơn trong bụng nhưng lại thắc mắc sao anh chủ tốt với nó quá sức tưởng tượng rồi ở phải là ở làm sao anh chủ đã ngoài bốn chục nghe đâu từ lúc đám cưới tới giờ gần hai chục năm rồi mà không có con cái gì ráo ở xứ này hễ cưới nhau mà không có con thì một là vợ chồng cứ lục đục cãi giả miết Hai là con vợ làm ngơ cho thằng chồng tòm tèm người khác để kiếm con nối giỏi Nhưng gì thì gì chớ sớm muộn gia đình nào cũng tan nát hoặc đừng ai nấy đi Chỉ có vợ chồng anh chủ là sống khác, lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan Người ta nói có lẽ theo đạo chúa nên vợ chồng ảnh mới được như vậy Thì có riêng gì thằng đực đâu Cũng nhiều người được anh chủ cưu mang, được làm việc trong đề bô nước đá này có dịp ngồi lại, anh chủ tâm sự hồi đó ảnh cũng mồ côi một cút khi lan bạc tới đây. May mắn được một gia đình đảo chú nuôi nấng rồi cho ăn học nên người. Còn ở phải là mình phải sống theo lễ phải, theo đạo lý làm người để đền đáp ân tình của chúa, của biết bao người đã vun đắp cho mình. Thằng đực thầm ao ước được theo đạo chúa để biết sống tốt hơn, để giúp đỡ người khác như vợ chồng anh chủ vậy thì từ lúc bỏ nhà ra đi, má nó cũng bỏ luôn chuyện đạo hạnh, có đi nhà thờ, nhà thánh gì đâu. Cho nên chưa lần nào đôi chân lắm lem của nó có dịp bước chân vô nhà thờ. Hôm bữa thấy thằng Đức cứ buồn buồn, rủ ra cái quán gần bến đò để mấy anh em tâm sự. Cưa hết mấy xị để nó mới moi ruột gan ra kể. Thiệt lòng em cũng có quen con nhỏ tên út Mén làm bướng bên giữa cá chỗ em giao đá mỗi ngày đó anh hai. Nó đạo chúa nên cứ chú nhật là em thấy nó hay đi nhà thờ tụng kinh. Đạo chúa người ta vô nhà thờ để đi lễ, với đọc kinh, chứ có phải chùa đâu mà tụng kinh. Thấy tôi cắt ngàn, thằng đực cười giá lá. Thì em có rành chuyện bên đạo đâu anh? Quê nó đâu tuốt dưới năm căn lận, nghe nói vậy thôi chứ em đã tới lần nào đâu mà biết út mén lớn nhất trong nhà học nửa chừng nghỉ ngang đi mần mướn kiếm tiền phụ tí má nuôi cả bầy em nheo nhóc đêm nào cũng vậy xong công chuyện mới nhắn tin qua lại khi nào nhớ lắm hay có khuyến mãi mới dám gọi điện thoại để nói chuyện cho đỡ nhớ tội út mén lắm anh mần bên đó cả ngày tay chân ngâm trong nước nên lỡ loét tùm lum em nói nó hoài không có sao mình phận nghèo thương nhau ở tấm lòng nên để ý chi ba cái chuyện bề ngoài này nọ cùng khốn khó nên dễ hiểu nhau hơn mọi thứ cũng thuận buồm xuôi gió tụi em đang dành dụm ít tiền để làm mâm cơm ra mắt hai bên chứ không dám mơ mộng chi hết đâu có ngờ bỏ lẫn câu chuyện nó thở dài thường thường rồi chụp lấy chai đế tu một hơi như bợm nhậu thứ thiệt tôi với tay chụp lại nó ngồi im ru hai con mắt đỏ hoe im lặng một hồi sau mới thủng thẳng tiếp bữa đó xui tận mạng luôn hai em vừa giác xong mấy chục bao đá gặp út mén đi ra nên hai đứa mừng húm tranh thủ to nhỏ mấy câu rồi về Ai về tới trưa bà chủ dựa la làng lên mất mấy chục triệu tiền hàng, bỏ trong học bàn sát chỗ tụi em đã đứng. Khổ cái chỉ có em là người lạ vô đó từ sáng đến trưa, nên chỉ nghĩ em lấy. Chưa hết đâu anh hai, bà gọi điện cho anh chủ của em chửi bới rùm beng xù luôn một tháng tiền đá gối đầu. Nói em là quân đầu đường xó chợ, rồi còn cắm bút mén quen em luôn chơ. Về thấy cái mặt em héo queo, ảnh nạt ngang thôi bỏ đi tao biết mày không lấy chuyện xui xẻo khó tránh mình cứ ở phải chúa mẹ biết hết ảnh nói vậy em thấy đỡ tuổi thân vì biết ảnh hiểu con người em nghèo thiệt nhưng chưa hề làm chuyện bậy bạ để cho người ta khi dễ coi thường mình em tin chúa mẹ trên cao luôn chứng giám cho lòng thành của em mà anh hai nói dứt cầu nó móc cái điện thoại mới cấu ra cầu cứu anh hai cài cái phay phay gì đó giùm em rồi chỉ cách xài luôn nha đại ca ớn ừ chưa cái đó đọc là facebook ông ơi cỡ này bị đặt lắm nha mày nó gãi đầu giải thích có đâu anh tại nghe mấy anh mần chung nói cài cái phay phay đó mình coi hình nhắn tin nói chuyện không tốn kém hơn tháng này em với út mén đâu còn gặp được đâu anh từ sông cái, gió bắc thổi lên từng cơn lạnh ngắt, nhìn cái mặt buồn so của nó mà thấy thương quá. Đúng là ở hiền mà chưa gặp lạnh. Anh muốn nói, muốn chia sẻ với mày nhiều lắm, được à. Về con đường theo Chúa cũng đầy rẫy khó khăn, thử thách, chứ không hề dễ dàng, thênh thang như người ta thường nghĩ. Nhưng em cứ tin, con đường theo Chúa sẽ chắc chắn sẽ dẫn đến bến bờ hạnh phúc. Quan trọng là mình phải mạnh dạn bước đi, cứ đi thì sẽ tới Cứ ở phải Chúa không bao giờ bỏ rơi mình đâu em Tình cờ bữa 28 Tết tôi gặp thằng Đực Trong chợ đi chung với một con nhỏ coi cũng được Thấy tôi nó hứng hở kể một lèo Nghe muốn đứt hơi Mừng lắm anh hai Em thoát nạn rồi Sau vụ mất mấy chục triệu đó Dự cá cũng còn mất tiền hoài Nên bà chủ cho gắn mấy gì đó hay lắm nó theo dõi được hết mọi chuyện trong nhà Ban đêm hay ban ngày cũng thấy rõ mùng một Mở ra coi mới té ngựa là do thằng con trai bà ăn cắp Chứ có phải ai xa lạ Bà tới để bô xin lỗi anh chủ với em quá xa Thanh toán hết nợ cũ Lấy đá trở lại Rồi tạo điều kiện cho em với út mến tiếp tục quen nhau Em giờ lái xe rồi Lương bỏng đỡ lắm Thì cũng vợ chồng anh chủ cho tiền đi học đó Nãy giờ vui quá nên em quên giới thiệu Đây là Út Mén, vợ sắp cưới của em đó anh hai Trời, sắp cưới luôn hả mày? Dạ, tụi em học giáo lý hôn nhân xong hết rồi Ra duyên là cưới liền luôn Vui miệng thì báo luôn chơ Qua Tết tụi em ghé nhà gửi thiệp mời anh chị đàng hoàng chớ. Vợ chồng anh chủ đứng ra làm chú hôn Lo dụ xe cộ bi bọt mọi thứ Còn bà chủ giữ cá cho 10 bàn tiệc trước tí má út mén lên đây cho đỡ tốn kém mần chi hai ba nơi tốn kém quá tụi em không kham nổi em rửa tội chu đạo rồi nha anh hai lúc mới đi nhà thờ cũng lỏng cộng lắm người ta đứng thì mình ngồi lúc người ta ngồi thì em lật đật quỳ xuống cái nào không biết thì hỏi út mén hay vợ chồng anh chủ nên cũng đỡ chiều chủ nhật là em qua chở út mén cùng đi nhà thờ thành ra vui lắm vô nhà thờ nghe ông cố giảng nhiều chuyện hay của anh. Đúng là mình cứ ở phải, cứ tin tưởng Chúa thì mọi chuyện sớm muộn gì cũng tốt đẹp. Ăn thua mình có tin hay không? Coi bộ mày nói chuyện bắt đầu giống ông cố rồi đó. Mà tụi bay định gom hết cái chợ này hay sao mà tay sách nách mang nhiều dữ? Có đâu anh. Tụi em mua ít bánh mứt để chút trưa về năm căn chút tết tí má của Úc Mén rồi chiều 30 trở lên cho kịp đón giao thừa với bà già. Ủa, kiếm được bà già rồi á mày? Dạ, được rồi anh. Bệnh má em giờ đỡ nhiều rồi. Gặp út mén, bà chịu lắm. Cứ hối cưới hoài để lẹ các cháu nội để ẩm đó mà. Nghe tới đó, gương mặt út mén đỏ ửng vì mắc cỡ. Nó lấy tay nhéo ngàn hông thằng đực một cái chắc cũng đau lắm. Tự nhiên cái chi chuyện đó. Kỳ thế mồ, thằng đực cười hề hề thôi tụi em đi cho kịp chuyến đò về dưới ăn tết vui vẻ nhanh hai bàn tay gân gú của thằng đực nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của út mén kéo đi hai đứa vừa đi vừa nói chuyện gì coi bộ cũng vui lắm nên khuôn mặt hai đứa cứ tươi rói như mấy chậu bông người ta bày bán dọc theo con đường xuống bến cái thằng nói đúng thiệt chứ có ai tin chúa mà phải thất vọng bao giờ